兄さんと私ずっと一緒。Alo, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh MVP Game. Hôm nay mình sẽ chơi cái skin mới của dối, gọi là tắt là dối, nếu mà tên chuẩn của nó là Hooperter. Đấy, nghe rất là khó gọi luôn. Thì đây là skin dạ khúc mộng ảo, skin trong lễ thưởng vàng ở level 20 các bạn nhá. Đấy, nếu mà các bạn muốn có skin này thì các bạn phải bỏ tiền mua ra. Thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu về bảng ngọc của dối đã. Thì mình sẽ dùng cái bảng ngọc này, bảng ngọc xuyên giáp anh em ạ. Và hầu như là trong các trận thủ đều dùng cái này. Thì đầu tiên là hắc báo rồi. Tiếp theo là viên tăng sát thương này. Đấy, tiếp theo là máu đối phương dưới 30% sẽ tăng sát thương này. Viên xuyên giáp này. Đấy, một viên màu xanh xanh là khi máu đối phương mà khi mà chúng ta đánh vào quái rừng ấy, trong một thời gian thì chúng nó sẽ hồi máu anh em ạ. Đấy, tiếp theo viên dưới cái tốc độ chạy là khi mà chúng ta trong cuộc chiến chúng ta sẽ tăng tốc độ đánh anh em ạ. Đấy, di chuyển nhanh hơn, càng về sau càng di chuyển nhanh hơn. Rồi và mình ra đường giữa luôn anh em ạ. Mình săn cỏ. Mình thấy cỏ farm cái hồ lô và mình biết là cỏ sẽ không farm rừng nhanh bằng mình sẽ cướp rừng luôn anh em ạ. Đấy, dối này thì được cái là những level đầu nó cướp rừng rất là nhanh anh em nhá. Và nó rất là khỏe những level đầu luôn. Tại vì sao? Bộ chiêu thức của nó rất là nhiều chiêu thức luôn. Nên là anh em cố gắng vào cướp rừng nha. Tận dụng cái bảng ngọc lúc đầu nữa. Rồi, đối phương vào đây gọi là đánh mình luôn này. Mình có sợ đâu. Ôi trời ơi, 2 à? 2.1 à? 2.1 á? Này, vào đây này. May mà để ta đù vào thì xác định ngay các bạn thấy không? Cực kỳ khỏe luôn. Hai đứa vào đây bắt nạt mình, nó biết mình trong đấy. Trời ơi, tuổi mà ăn nhá. Rồi ok, pha một vòng rừng mình bắt đầu mình cái ganh liên tục anh em ạ. Anh em chơi những con tướng như là con rối này thì anh em phải đi ganh liên tục anh em ạ. Anh em cố gắng luyện nhá, luyện bằng cách nào vào đánh với máy. Đấy, thì bảng ngọc này có kiểu bảng ngọc nữa nhưng mà mình khuyên anh em lên kiểu lên kiểu chuyên giáp nó sẽ hợp hơn. Thì trang bị của rối thì có 3 cách lên. Thì trận này thì mình lên theo cách nào thì mình sẽ để hình sau. Thì cái bảng trang bị đầu tiên ấy thì nó sẽ giúp cho con này nó khả năng có giảm hiệu ứng khống chế các kiểu ấy bằng cách là chúng ta sẽ lên cái búa vào cuối cùng. Đấy, thì kiểu này thì nó sẽ xuyên giáp được nhiều nhá anh em nhá. Đấy, còn kiểu thứ hai thì chúng ta sẽ lên theo kiểu giảm hồi chiêu và chúng ta sẽ lên ưu tiên lên cái búa ở trang bị thứ 5 anh em nhá. Thì với kiểu lên búa này chúng ta sẽ sống sót lâu hơn và ra vào giao tranh thì chúng ta có thể ra ngoài hợp lý hơn, tốt hơn. Đấy, đây là hai kiểu lên của dối nhiều người hay dùng. Mỗi người một kiểu thôi nhá. Mình không nói là kiểu của mình là sẽ chuẩn pro, nhưng mà mình sẽ cướp rừng anh em ạ. Rồi, team vào hỗ trợ muộn rồi. Mình lên đây mình giết cò nhưng mà có giết được không? Rồi, team mình giết được cò và chắc mình phải chết rồi anh em ạ. Ba đứa nó đánh, lại còn thiếu đốt nữa, không chạy được. Top thì vào chậm quá, một đường giữa thì cũng không biết nhỉ. Chơi với không phải team với mình ấy thì mọi người không trách map ấy. Thì mình cướp rừng thì không hỗ trợ được team, rất là khó luôn. Đấy, đánh nhau liên tục ở đường giữa luôn rồi. Và team bạn đã chết hai người, đã bực kill chưa chút bó. Nên cơ hội này mình lấy luôn con bùa anh em ạ. Nếu mà các bạn mà chơi dối thì anh em cố gắng nhường bùa cho dối nhá. Chơi dối cực kỳ là tốn năng lượng luôn, mình nói thật luôn, quá là tốn luôn. Đấy, thì cái trang bị cuối cùng thì mình lên trận này mình lên theo kiểu này anh em ạ. Rồi, chuẩn bị tích nào, chuẩn bị phi này. Úi trời, có mạng ngay, khỏe lắm. Đấy, tí nữa mình sẽ nói chiêu thức cho anh em ạ. Làm gì đấy, dụ nhau à? Làm gì, lướt ngay. Thì lên kiểu trang bị này thì mình lên cái kiếm xanh ở cái đồ thứ 5 anh em ạ. Lên cái theo kiểu cái song đao xanh ấy. Anh em thấy không? Thì cái đồ của đấy là thiên điểu song kiếm. Thì nó sẽ có giúp chúng ta là có tấn công này. Tiếp theo là có máu, 450 máu, tốc độ đánh, tỷ lệ chí mạng, tốc độ chạy này. Và khi đánh thường thì làm cho đối phương trong vòng 3 giây bị giảm 26% tốc độ chạy. Đồng thời sẽ sát thương gây ra đối phương sẽ giảm. Thì nếu mà chúng ta lên trang bị kiểu như thế này chúng ta sẽ solo cực kỳ là khỏe luôn. Mình nói thẳng luôn, con rối này thì nó áp sát nó cực kỳ khỏe luôn. Nên là anh em lên theo kiểu này, anh em solo dừng đối phương ninja không bao giờ sợ luôn. Rồi, cò đến đây ganh, cò chắc là giết được team mình rồi. Chưa giết được anh em ạ. Cò bị mình đánh cho này, chết ngay. Này
Này thì máu này ra đây có chặn được ai không? Nào làm gì? À, Shisabi á? Vào đây làm gì? Úi dồi, cho chừa chờ thịt luôn anh em ạ. Shisabi này ăn một combo chết luôn anh em ơi, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy, lên kiểu này mình nói chung là hầu như cái đồ của mình lên đều có máu đấy, và solo cực kỳ khỏe luôn, không bao giờ sợ cỏ hay là ninja nào AD nào luôn. Rồi ép được cực kỳ là khó chịu luôn anh em ạ. Thì cách cộng chiêu thức của con rối này thì anh em sẽ cộng như thế nào đây? Thì anh em sẽ cộng vào chiêu thứ hai đầu tiên đấy, sau đó thì là chiêu 3, nội tại thì sẽ cứ theo mắc cuối cùng anh em ạ, còn vào chiêu cuối thì cứ theo level thôi. Rồi khi hết máu thì thôi ra đấy ăn bạch tuộc anh em ơi. Team có ăn không? Chắc là team không ăn rồi. À, team lại ăn rồi. Đấy, thì rối này thì nó có hai hệ chiêu thức cơ anh em ơi. Thì nó có một dạng là tấn công và một dạng là phòng thủ. Đấy, thì nếu mà anh em chơi thì anh em cố gắng là dìa máu cho được mỹ và giao tranh anh em nhá. Thì mình nói về cái đặc điểm tồn tại của con này là khi mà chúng ta chuyển đổi trạng thái, chúng ta sẽ có 20 tốc độ chạy, và đồng thời thì là lần đánh thường tiếp theo sẽ gây thêm sát thương anh em ạ. Đấy, gây thêm phần trăm máu nhá. Và tiếp theo là nếu mà ở trạng thái cận chiến ấy thì nó sẽ tăng thêm trong kháng nữa. Đấy, thì nếu mà ở trạng thái mà cận chiến ấy thì nó sẽ rất là khỏe luôn, thì nó sẽ cho chúng ta ở trạng thái bị động ấy, nó sẽ cho chúng ta một cái bị động thứ hai nhá. Nó sẽ cho chúng ta một cái lớp khiên anh em ạ. Đấy, một lớp khiên rất là tốt rồi. Và nó sẽ hấp thụ thêm 110 công nữa, có nghĩa là anh em cứ lên nhiều công thì nó càng khỏe. Rồi, cướp rừng lý liệu luôn anh em, cỏ không đủ tuổi luôn. Đấy, nếu mà trạng thái đánh xa ở cái nội đại thì nó sẽ ba đòn đánh thường tiếp theo nó sẽ tăng cho chúng ta 130 tốc độ đánh anh em ơi. Cực kỳ khỏe luôn cái nội đại của con này nha. Con này mà level 3 nó solo với ninja khác thì không sợ anh em nào luôn. Cực kỳ khỏe luôn, ăn tuyết boy này dìa máu luôn. Đấy, chiêu thứ hai của con này nếu mà trạng thái phòng thủ ý, thì là nó sẽ là gì đây? Quay 4 lần quay xung quanh bản thân và gây sát thương, và giảm 15% tốc độ chạy của địch nhá. Ôi tuyết boy làm gì đấy? Ô, mình lên cái đồ theo kiểu này nhá, mình nói thẳng với các bạn solo cực kỳ bá luôn anh em ơi. Cực kỳ bá luôn, xông thẳng vào đối phương mà rã luôn, rã luôn. Ôi rồi ôi, hổ báo quá. Ôi, thế mình không có ai, chết hết rồi, ngu rồi, ngu thật anh em ạ. Đấy, thì nếu mà biến đổi trạng thái thì nó sẽ chiêu hai biến đổi trạng thái thì nó sẽ phi con rối về phía địch và gây sát thương cho địch nha. Đấy, chìa máu. Thì tiếp theo là chiêu thứ ba của con này là chiêu dịch chuyển kìa. Nếu mà ở trạng thái mà gọi là gì nhỉ, gọi là tượng gỗ phòng thủ ấy, thì nó sẽ phi một cái dây kéo về đối phương và gây sát thương và thêm phần trăm máu của đối phương nữa nhá. Đấy, và đu được vào quái rừng nữa. Nếu mà ở trạng thái phi thì nó sẽ trong phạm vi đấy nó sẽ xoay tấn công địch và gây thêm 15% giảm tốc. Cái chiêu cuối của nó thì chỉ chuyển đổi trạng thái thôi, nó có lại chiêu cuối từ level đầu luôn anh em ạ. Dối này hồi xưa nó cực kỳ khỏe lên nha anh em nhé. Ui trời, dìa máu 1/4 của cỏ này, đau thế. Hồi xưa nó cực kỳ bá luôn anh em ạ, nhưng mà nó bị giảm sức mạnh. Nhưng mà thật ra thì con này nó vẫn khỏe, nhưng mà nó không bá như hồi xưa nữa rồi. Ôi trời, ui đu vào giữa quay luôn, không sợ gì luôn. Ui trời, nhưng cũng phải lùi anh em ạ, vẫn phải lùi, không hổ báo được. Đánh thì con này phải theo kiểu như dìa máu cũng dìa, chứ không phải chúng ta hổ báo được. Rồi, chỉ máu phát là chết luôn. À, đây rồi, Tuyết Boy đánh mình và mình đã chết rồi, 73 anh em ạ. Thì nói về cái skin này ấy, thì hình ảnh kiểu skin nhạc của nó rất là đẹp luôn. Chân của nó đeo cái tất có hình xăm rất là đẹp nha. Một bộ váy của nó, váy màu đen. Đấy, nhìn rất là hay luôn. Anh em mua lễ thưởng vàng sẽ được cái skin này nha. Được, xứng đáng mua nha. Nó chỉ có mùa này thôi, nó không bán nữa đâu, nên là cố gắng mà mua. Bởi bộ tóc của nó thì lại là màu bạc. Đấy, nó cái đeo kính nó nhìn rất là tiểu thư luôn. Rồi, đấy thì trang bị mình lên theo kiểu này anh em nhá. Mình set theo kiểu này thì mình sẽ chống sót trong giao tranh tốt hơn. Đấy,
thì dối này cứ càng chống chót trong giao tranh thì càng nó gây ra nhiều sát thương hơn anh em ạ. Cực kỳ khỏe luôn, không yếu đâu. Rồi, trước khi vào giao tranh thì mình sẽ đẩy cái đợt lính này lên anh em ơi. Rồi, 4 món rồi. Bây giờ thì sẽ vòng ra phía sau đối phương để giết thôi. Rồi, tuyết boy, hổ báo quá. Lùi thôi anh em ơi. Lùi, lùi. Kinh quá, đối phương nhiều quá. Dìa máu, cực kỳ là đau luôn. Đây rồi. À, từ từ từ, nó trong bụi nó đánh cho đi. Rồi, thanh niên kia đã về rồi. Thôi hết năng lượng cực kỳ nhanh luôn anh em ơi. Rồi ra đây ăn anh bạch tuộc, ăn bạch tuộc, con bạch tuộc thứ hai rồi, đi kiểm soát con bạch tuộc luôn. Nếu mà anh em lên theo kiểu này ấy, lên đầu theo kiểu này ấy, thì anh em sẽ có máu tốt này và có giảm sát thương từ đối phương ấy. Đấy, thì cái đồ đầu tiên là đồ vô tự thương thì lên đồ rừng rồi, chắc chắn chúng ta sẽ lên rồi. Tiếp theo là cái giày diệp ấn thì giảm sát thương rồi. Đấy, và tiếp theo, vũ khí tiếp theo là chúng ta sẽ lên chiếu vân kiếm. Đây, hầu như là chúng ta ninja chúng ta lên hết. Tiếp theo, cái đồ xâm la vạn tượng thì tăng sát thương kỹ năng nhá. Đấy, samurai thuộc dạng mà ninja thì hầu như là lên theo kiểu này. Và tiếp theo là thiên điểu song kiếm. Đấy, mình đã bảo rồi. Tiếp theo cái đồ này nó rẻ mà nó tốt là lựa kiếm bóng tối nhá. Rồi, giao tranh thôi. Phi nào, còn AD đối phương tốc biến lên, quay quay nào, ta cùng xoay nào. Rồi, AD đối phương khỏe thế nào, làm gì chí mạng phát cuối anh em ạ. Quá là thốn luôn. Thôi ra đây ăn đâu luôn anh em, ăn đâu luôn. 13-6 rồi, cực kỳ là khỏe luôn. Kết nhất là cái chiêu 2 của nó lúc phi nó tụ nhìn đẹp lắm, phê lắm. Sát thương của con này thì nó gây theo thời gian ấy, nó rất là đều luôn ấy. Đấy, nên là nếu mà anh em lên được kiểu chống chịu ấy thì nó sẽ tốt hơn. Còn tùy mỗi người thôi, nếu mà chúng ta lên theo kiểu như là bộc phát cũng được thôi, nhưng mà khả năng dễ bốc hơi hơn. Đấy, mỗi người có một cách lên. Về cuối thì anh em cứ dùng cái chiêu mà phòng thủ mà đánh rồi, nhanh lắm. Còn chiêu mà cái chiêu mà rỉa máu thì nó cũng rất là tốt thôi, nhưng mà nó sẽ rỉa máu đối phương thì chúng ta cố gắng là cái chiêu 2 phải trúng nhá. Đây rồi, tụ này, chạy đi này. À, Kaguya, à, Futakuchi nhảy này, còn thanh niên cỏ nữa. Ui trời, tụ này, cỏ này, 400 máu, thốn đến tận rốn luôn. 13-3, triple kill. Rồi, cực kỳ khỏe luôn anh em ơi. Đấy, skin nó khỏe nữa, skin nó như là kiểu như tăng sức mạnh vậy. Đấy, dối này anh em cố gắng luyện nha, nó khỏe lắm. Đánh trụ thôi. Tuyết boy bây giờ thì solo thì không đủ tuổi đâu, nó đau lắm, nó có cả giáp nữa. Về cuối game con này nó gọi là solo, nó bá lắm anh em ạ. Nó có giáp này, nó có đánh theo phần trăm máu nữa. Đấy, anh em thì đừng có tham lên sát thương, lên cái đồ có máu nữa. Nhưng mà cái điểm yếu của con này là hầu như các ninja là hầu như nó cần bùa. Không có bùa nó không thể nào thi triển được chiêu thức. Hầu như con này nó toàn thi triển chiêu thức rồi. Rồi, đi mình vẫn đánh nhau, mình sẽ đẩy trụ anh em ạ. Ui, giờ đánh trụ một phát này 500 máu. Quá thốn luôn. Anh em đã có skin này hết chưa? Đấy, thì chưa có skin thì mình review cho anh em xem skin này. Nói chung là đẹp, nhìn chất quá là tuyệt vời luôn. Giờ máu phê luôn. Ui giời. Đấy, trước khi giao tranh, vào giao tranh nhá. Anh em cứ rỉa máu nhá. Đây rồi, được không? Tiếp thế. Không làm gì được nó. Rồi, nhà chính nổi rồi anh em ạ. Skin cực kỳ là phê và con rối nó cực kỳ khỏe luôn nhá. Anh em nên chơi và luyện rối nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.